Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn tiếp với phần cụm động từ take. Ở phần bài trước thì chúng ta đã làm được một lửa rồi đúng không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục từ cái phần bài trước trở đi. Tức là hôm nay cô sẽ chữa từ cái câu 1043 đến câu 1075. Tức là bài hôm nay của chúng ta sẽ là kết thúc với cái phần cụm động từ take. Ok. Bạn nhớ cho cô như sau, đó là để làm được cái dạng để mà học tốt được cái phần cụm động từ này thì bạn nhớ cho con như sau là chúng ta sẽ phải kết hợp nhợ giữa lý thuyết và phần bài tập. Chưa, các bạn có thể học theo kiểu là các bạn đọc qua một lượt nghĩa như này sau khi em vào là xong em vào làm bài. Chưa, em nhớ là áp dụng cái phần bài tập này để học tốt cái phần cụm động từ kia. Thì nhớ con rồi, khi mà em làm ấy thì em sẽ phải dịch cho cô cái câu đầu bài này, nhớ. Sau đó em sẽ xét nghĩa của từng cái cụm động từ này một. Sau đó em sẽ thay cái nghĩa đó vào ngữ cảnh câu này xem nó có ok không. Rồi chúng ta sẽ làm tịnh tiến như vậy. Từ đáp án ý A, đáp án ý D và xét được đáp án đúng nhất. Nhớ. Vậy thì bạn thấy là trong quá trình mà chúng ta làm như này, chúng ta xét nghĩa các cụm động từ này, xem nó phù hợp với ngữ cảnh của câu hay không này, thì cũng đấy là một cách để chúng ta động lại những cái nghĩa của những cái cụm động từ đấy rồi. Cái phần cụm từ này chúng ta không thể học chay được, nhớ này. Cái phần cụm động từ này chúng ta hoàn toàn không thể học chay được. Học chay tức là như nào? Tức là chúng ta cứ ngồi EA học là take on là gì, take over là gì, take out là gì. Chợ nếu mà học như vậy chúng ta sẽ nhầm hết, nhầm hết. Thực ra cái phần cụm từ nó rất là dễ nhầm nhớ. Nên bạn sẽ học cho cô theo kiểu như vậy. Thì bạn sẽ thấy cho cô như sau là chỉ bằng cách là động đi động lại nhiều, làm nhiều bài tập. Nhỡ hoặc là có bạn, bạn có thể học theo kiểu như sau này. Bạn có thể tra nghĩa của các cụm động từ này trên từ điển. Và bạn sẽ để ý cái phần ví dụ trong từ điển đấy để học, đấy cũng là một cách nhá. Hoặc bạn có thể học theo kiểu là bạn đặt câu với những cái cụm động từ đó cũng là một cách nhá. Thực ra cái phần cụm từ này nó thuộc ngữ pháp nhưng mà lại học theo kiểu như từ vựng, tức là chúng ta sẽ phải học theo kiểu là mỗi ngày một ít nhá. Cái phần cụm từ này thì hiện tại các bé nào mà đang theo khóa chuyên đề của Trang Anh ấy thì cái khóa chuyên đề đấy thì cô Trang cũng đang cho áp dụng các bạn học ngày mỗi ngày học một ít đúng không ạ. Thì ví dụ như là hiện tại khóa chuyên đề của Trang Anh là cũng đang học cái cụm động từ là take này đúng không? Ví dụ với mỗi một ngày em đi cô cho bạn khoảng là 10 đến 15 cái cấu trúc với cụm động từ take cho các bạn bài tập áp dụng. Xong ngày mai lại là bài tập tổng lại như vậy, xong là chúng ta cứ động đi động lại nhiều là nhớ nhá. Rồi bây giờ cô sẽ vào chữa bài này. Các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Nhớ với cái phần thời lượng bài học ngắn như này chúng ta sẽ phải thực hiện tác phong nhanh nhẹn khẩn trương này. Cô có như sau này, đầu tiên các bạn sẽ dịch bài dịch câu cho cô trước. Nhớ cô có many people, rất là nhiều người. Rất là nhiều người bởi cái gì đấy? Bởi cái false promise. Nhớ cô có the promise, nghĩa là lời hứa. Những cái lời hứa làm sao đấy? Nghĩa là dịch là chúng ta sẽ có từ false là sai trái, nhưng cô không dịch là sai trái mà những cái lời hứa giả dối. Nghĩa là chúng ta có cái cụm từ cố định, đó là từ make, chợ ghép với từ promise, nghĩa là gì? Nghĩa là thực hiện lời hứa. Chỉ để trong trường bài nếu mà dùng với cụm từ là make promise thì cô sẽ có từ promise là danh từ. Chợ, nó sẽ bằng với cái động từ là promise, đóng vai trò động từ nhá. Và rất là nhiều người đấy làm sao bởi cái lời hứa giả dối nhá của những ai đấy ạ. Nhớ cơ có từ đó là từ politician. Với từ politician là gì? Những chính trị gia. Nhớ trong suốt cái campaign chiến dịch. Chiến dịch làm sao đấy? Chiến dịch electoral. Nhớ cô sẽ có từ electoral là tính từ của từ election. Nhớ nghĩa là gì đấy? Bầu cử, tranh cử. Nhớ về đấy cô sẽ dịch như sau. Nhớ cô sẽ dịch câu này rất là nhiều người đã bị làm sao? Rất là nhiều người đã bị lừa gạt bởi những cái lời hứa giả dối đúng không ạ? Của những chính trị gia trong suốt cái chiến dịch tranh cử. Thì chúng ta có thể hiểu rằng là trong cái chiến dịch tranh cử thì ai cũng muốn là cử tri sẽ bầu cho mình. Nên là họ thực hiện những cái lời hứa đúng không ạ? Những cái lời hứa mà sau đó họ đúng không ạ? Hoặc là họ không thực hiện hoặc là họ làm sao họ thực hiện không đúng như cái lời hứa đó nhá. Vậy thì cô sẽ có như sau, cô cần ở đây một từ nghĩa là lừa gạt. Chờ trong đó cô bắt đầu cô xét từ Anh một này. Cô có từ take ghép với từ round nhợ nghĩa là gì? Nhờ chúng ta sẽ gióng cho cô như sau. Nói chung là phần đầu giờ thì cô cho anh sẽ gióng cho bạn không đến đoạn cuối giờ thôi nhá. Ở chợ chúng ta sẽ có cái cấu trúc cụm động từ như sau này. Theo cô có cái cụm từ là take somebody round, nghĩa là gì? Dẫn ai đó đi xung quanh nhá. Vậy thì cô sẽ không chọn cái này được, ngữ cảnh nó không phù hợp nhưng cô sẽ bỏ ý ha. Chờ ý bây giờ cô với từ take on thì sao? Nhờ cô sẽ có từ take on của chúng ta với nghĩa là đảm nhận một công việc hay một trách nhiệm, nghĩa là thuê mướn nữa. Vậy thì cô cũng sẽ không chọn anh này nhờ. Tiếp này ý sẽ cô với từ take a bike, nghĩa là gì? Nhờ chúng ta có cụm từ, đó là cụm từ take somebody a bike, nghĩa là gây ngạc nhiên, gây sốc cho ai đó. Vậy thì cô cũng sẽ không chọn ngữ cảnh câu này được.
Nhỡ không chọn ý C được, từ đầu cô chọn được ý D. Chọn ý D cô với từ taking nghĩa là gì? Nhỡ cô sẽ có như rồi. Cô có cái từ taking nhá. Nhỡ cô sẽ có cụm từ taking của chúng ta nghĩa là gì đấy ạ? Nhỡ cô sẽ có cái cấu trúc, đó là cái cấu trúc taking somebody, nghĩa là cho ai đó ở nhờ này. Nhỡ ngoài nghĩa là cho ai đó ở nhờ thì có nghĩa là gì đấy ạ? Nghĩa là lừa dối ai đó. Chưa? Vậy thì trong trường hợp ngữ cảnh câu này thì cô sẽ dùng nó với nghĩa là lừa dối, nên cô sẽ chọn được câu này là ý D. Xong câu số 1043 chuyển cô sang câu 1044 này. Chuyển câu 1044 chúng ta sẽ có như sau: that đó, đúng không ạ? New là mới, song là bài hát. Vậy là cái bài hát mới đó của ai đây ạ? Yeah, của Samantha Starr. Chuyển đã thực sự thành công trong In The Charts. Yeah, cô sẽ có từ In The Charts nghĩa là gì? Trong cái bảng xếp hạng. Yeah. Trong ví dụ như trong cái bảng xếp hạng bài hát yêu thích của tháng, của năm chẳng hạn. Ví dụ thế, đúng không ạ? Thì cô sẽ có như sau: dịch là thành công. Thì cô có ý hai với từ thành công nghĩa là gì? Chúng ta sẽ giống nghĩa của tiếng Anh một. Rồi cô sẽ có cái cụm động từ take up. Đợi cô một xíu nhá. Đây rồi. Rồi cô có cụm động từ take up nghĩa là gì đấy ạ? Nghĩa là bắt đầu làm gì. Nghĩa là bàn bạc hoặc là xoay sở. Rồi nghĩa là chiếm không gian thời gian. Rồi nghĩa là cắt ngắn đồ. Nghĩa là bắt đầu một thói quen, một sở thích. Và mình thấy tất cả các nghĩa của nó thì không thể ghép với ngữ cảnh câu này được. Vậy thì cô sẽ không chọn ý A. Rồi cô có ý B với từ take apart nghĩa là gì? Lại giống tiếp cho cô nhá. Rồi chúng ta có cái cụm từ take apart nghĩa là gì đấy ạ? Nhờ cô có cụm từ take apart nghĩa là tháo rời ra, nghĩa là phân tích bình phẩm, nghĩa là đánh bại ai đó một cách dễ dàng trong thể thao. Vậy thì tất cả các nghĩa của nó cũng không phù hợp với ngữ cảnh câu này. Nhờ cô có từ take down nghĩa là gì? Lại giống tiếp cho cô. Nhớ cô sẽ có cụm động từ take down. Take down nghĩa là gì? Trở với cái cụm động từ take down nhờ. Đây cô có cái cụm từ, đó là cụm từ take down này. Trở take down của chúng ta có nghĩa là đánh bại hoặc giết ai đó, hoặc ngăn ai đó gây ra nguy hiểm, tháo cái gì đó xuống hoặc mang cái gì đó xuống, hoặc là viết những cái gì mà người khác vừa nói. Vậy thì cô sẽ thấy được là với ngữ cảnh câu này cô cũng sẽ không thể dùng từ take down được, đúng không? Vậy cô sẽ chọn được đáp án là ý D. Ý D cô với từ take off. Buổi trước nếu mà các bạn theo dõi buổi trước của cô cho anh thì bạn sẽ thấy rằng là cô có nhắc đến cái phần cụm từ này và nó rất là dễ nhớ, đúng không ạ? Cô sẽ có cái cụm đầu từ take off với nghĩa là gì đây ạ? Chờ nó có nghĩa là cất cánh trong từ máy bay, cất cánh, đúng không ạ? Nghĩa là trở lên thành công và khởi sắc, nghĩa là đột ngột rời một chỗ nào đó. Chợ nghĩa là tháo cái gì đó, đặc biệt là quần áo. Nhợ chúng ta có thể từ thay gọt với nghĩa là cởi, cho từ cởi giày, cởi dép, nhợ cởi đồ, nhợ bỏ mũ xuống, kiểu như vậy. Về trong ngữ cảnh câu này thì cô sẽ dùng nó với nghĩa là khởi sắc thành công. Nên câu 101044 cô chọn được cái đề gì cả? Cái bài hát đó của Samantha Starr đã thực sự, đúng không ạ, thành công trong cái bảng xếp hạng đấy. Nhợ xong câu 1044 chuyển cô sang câu 1045. Những bé mà học chuyên đề của Trang, học cái khóa chuyên đề của Trang Anh ấy, thì các bé cũng được học cái phần cụm từ thay này, nhưng bạn sẽ thấy rằng là trong cái khóa chuyên đề, bởi vì khóa chuyên đề chính là cái khóa nền tảng mà, nên là trong cái khóa đó thì cô cũng đã giảm nhẹ chương trình đi, tức là nó sẽ không đầy đủ như trong cái cuốn sách này, bởi vì là cô sợ đưa vào nhiều quá các bạn ấy sẽ bị hoang mang, đúng không? Thấy khó quá nên là cô có giảm bớt đi nhá. Rồi dần dần về sau này các bạn có thể sang các khóa tổng ôn hoặc giải đề thì các bạn sẽ được học kỹ hơn. Rồi với câu 457 cô có từ even though, mặc dù, đúng không ạ? Mặc dù chúng tôi chỉ là một công ty nhỏ thôi, nhưng mà tôi biết rằng là chúng tôi có thể đảm nhận được. Với cái vai trò một công ty lớn hơn, chúng tôi vẫn có thể đảm nhận được. Rồi cô có từ takeover với nghĩa là gì? Nhờ cô bé cô sẽ xét nghĩa này. Rồi cô sẽ có cái anh là takeover. Giờ chúng ta sẽ có như sau nhá. Đoạn đầu cô sẽ giảng chậm, nhưng còn đoạn sau mà khi các bạn đã giống cái cụm từ nhiều lần rồi thì cô sẽ giảng nhanh lên. Rồi cô có từ takeover nghĩa là bắt đầu kiểm soát cái gì? Nghĩa là thay thế vị trí của ai, cái gì, nghĩa là chinh phục. Vậy thì với cái câu này của chúng ta, cô sẽ không dùng từ take over với nghĩa là tiếp quản, chiếm đoạt ở đây được, đúng không ạ? Thế cô có từ take down của chúng ta với nghĩa là gì? Trở với từ take down có rất là nhiều nghĩa, chúng ta có thể nhớ cho cô một số cái nghĩa chính như sau. Take down có nghĩa là đánh bại hoặc giết ai đó hoặc ngăn ai đó gây nguy hiểm. Trở take down nghĩa là tháo cái gì đó xuống. Trở take down có nghĩa là viết lại những cái gì mà người khác vừa nói. Vậy thì cô cũng sẽ không phù hợp, bởi cô sẽ không dùng từ take down trong ngữ cảnh câu này được. Rồi cô sẽ có từ take on thì sao? Rồi cô sẽ có từ take on của chúng ta với nghĩa là đảm nhận một công việc hay một trách nhiệm hoặc là thuê mướn. Và trong ngữ cảnh câu này có dịch là mặc dù là chỉ là công ty nhỏ thôi, nhưng mà chúng tôi có thể đảm nhận được, đúng không ạ? Công ty lớn hơn mà có thể đảm nhận được. Thì cô sẽ chọn ý C. Thế còn từ take to có nghĩa là gì? Rồi cô sẽ có như rồi, cô có từ take to nghĩa là bắt đầu một, bắt đầu thích ai, thích cái gì, thực hiện một thói quen hoặc là di chuyển về phía trước hoặc là rời khỏi nơi đó. Vậy thì cô sẽ không chọn từ take to được. Nhờ xong câu số 1045 chuyển cô sang 1046 này. Chờ câu số 1046 thì cô sẽ có như sau để dịch là cái anh này anh thực sự đã thích cái công việc làm sao ở gardening, làm vườn phải không? Chờ cô có ý đề với cụm từ take up with nghĩa là gì? Chờ cô sẽ có như sau này.
Giờ chúng ta sẽ có cái cụm từ take up with nghĩa là gì đây? Nghĩa là trở lên thân thiết với ai? Vì thì cô sẽ không dùng take up with được, đúng không ạ? Cô có cụm từ take round, lúc trước mình có giống rồi đấy ạ. Nghĩa là dẫn ai đó đi vòng quanh. Nhờ take round dẫn ai đó đi vòng quanh. Giờ vậy thì cô sẽ có, với câu này của chúng ta cũng sẽ không dùng take round nhá. Thế cô có từ take for thì sao? Giờ cô sẽ có như sau, cái cụm từ take for trở với cái cụm từ là take for, take for, take for. Chúng ta sẽ tìm cho cô xem take for nó đoạn nào này. Trở với cái cụm động từ là take for. Giờ cô tìm ra take to, take on. Giờ take off, take in, take down. Giờ xem cái cụm từ take for. Ở trong này cô có take apart, take away. Giờ take back, take down, take for ở đây rồi. Cô có cái cụm từ là take somebody, something for, nghĩa là xem xét coi như là, à chưa? Vậy thì với cái câu này cô có thể dịch nó là coi là, cho là, đó. Vậy thì cô cũng sẽ không dùng từ take for được. Thế do đó cô sẽ chọn từ take to với nghĩa là thích. Sau câu 1046 chuyển cô sang câu 1047. Chờ 1047 thì cô sẽ có câu này của chúng ta như rồi. Rồi cô sẽ có từ baseball. Yeah, baseball là môn thể thao đúng không ạ? Thế cô cụm từ là at a young age. Ở cái độ tuổi, ở tuổi đời vẫn còn rất là trẻ. Chờ bây giờ là anh ta đã chơi cái môn baseball lúc tuổi đời vẫn còn rất là trẻ. Yeah, và bây giờ thì đang chơi cho đội này rồi. Thế cô sẽ có câu này gì là bắt đầu một thói quen, bắt đầu một sở thích. Chờ cô sẽ không chọn ý đây. Cô có từ thanh học với nghĩa là cởi này, cất cánh này, thành công này, vậy cô sẽ không chọn. Chờ chúng ta vừa mới giống anh take up with ở trên nghĩa là gì ạ? Với cụm từ take up with nghĩa là kết thân với ai, thân thiết với ai, không chọn. Chờ chúng ta có cụm từ take down nghĩa là giết, đúng không ạ? Giống lại cho cô cái từ take down đấy của chúng ta này. Chờ cái anh nào mà chúng ta khó nhớ thì chúng ta giống lại và anh em có thể nhớ được rồi thôi. Cụm từ take down nghĩa là đánh bại hoặc là giết ai đó hoặc là ngăn ai đó gây nguy hiểm này. Chờ take something down nghĩa là tháo cái gì đó mang xuống này, hoặc là viết lại những cái gì mà người khác vừa nói này. Vậy thì cô sẽ thấy được là chúng ta cũng không thể dùng từ take down trong trường hợp này được. Vậy thì cô sẽ dùng từ take up. Chờ từ take up của chúng ta với nghĩa là gì? Thì cô sẽ có như rồi. Cô có cụm từ take up nghĩa là bắt đầu làm gì? À chưa? Nghĩa là bắt đầu một thói quen, một sở thích. Vậy trong ngữ cảnh câu này là anh ta chơi cái môn thể thao đó, bắt đầu một cái thói quen, một sở thích của anh ta. Vậy thì với câu 1047 cô chọn được ý B. Sau câu 1047 trẻ cô sang câu số 1048. Chờ I were wondering. Giờ cô sẽ có động từ wonder, tự hỏi. Chờ tôi đang tự hỏi là không biết là bạn có muốn làm sao đi a movie, một bộ phim với tôi tối nay không. Chờ cô có cụm từ take apart nghĩa là gì? Chờ cô sẽ có cái cụm từ take apart nghĩa là gì đấy ạ? Cô cụm từ là take apart nghĩa là tháo rời ra, nghĩa là phân tích bình phẩm, nghĩa là đánh bại đó một cách dễ dàng trong thể thao. Vậy thì không phù hợp với ngữ cảnh câu này được với nghĩa đó nên cô sẽ bỏ ý ạ. Chờ cô sẽ có từ taking với nghĩa là gì? Lại giống cho cô nhớ. Thế cô sẽ có từ taking của cô ở đây nhớ. Chờ từ taking của chúng ta nghĩa là gì ạ? Taking somebody cho ai đó ở nhờ này nhớ. Nghĩa là lừa dối ai đó này. Nghĩa là đưa về đồn, để đưa về đồn cảnh sát này. Đó chưa? Thế vậy cô sẽ có như sau. Ngoài ra là cô sẽ là từ taking nghĩa là hiểu, đúng không ạ? Nghĩa là bao gồm cái gì? Nghĩa là nhận tiền từ cái việc bán hàng, hoặc là đi xem phim hoặc đi thăm một nơi nào đó. Vậy chúng ta sẽ dùng từ taking trong nghĩa là đi xem phim. Vậy từ đó cô sẽ chọn được đáp án của câu này sẽ là ý B nhá. 1048 là ý B này. Thế cô sẽ có ý C của cô với từ take to. Lúc mình nói từ này là gì? Thích, đúng không ạ? Từ take up nghĩa là bắt đầu một thói quen, một sở thích. Xong câu số 1048 chuyển cô sang 1049. Chuyển 1049 cô sẽ có là even though, mặc dù, đúng không ạ? Mặc dù anh ta chưa bao giờ chơi một cái nhạc cụ đúng không ạ? Trước đây cả. Chờ, mặc dù anh ta chưa bao giờ chơi nhạc cụ trước đây, nhưng mà anh ta vẫn có thể làm sao đây? Anh ta vẫn có thể chơi đúng không ạ? Cái piano, chơi piano một cách rất là easy, rất là dễ dàng. Thì cô có cụm từ take up with nghĩa là kết thân, thân thiết với ai? Cô không chọn. Chờ, cô sẽ có từ take back nghĩa là gì ạ? Chờ chúng ta sẽ giống cho cô cái từ take back. Chờ cô có cái cấu trúc, đó là cấu trúc take something back nghĩa là trả lại cái thứ gì đó mà bạn mua từ một cửa hàng, hoặc là thừa nhận rằng là cái điều gì đó là nói sai và mình muốn rút lại cái lời nói đó. Vậy chúng ta sẽ không dùng từ take back được, đúng không ạ? Thế cô có từ taking nghĩa là gì? Nhận xem cho cô xem là từ taking của chúng ta nghĩa là gì nhá. Lúc trước mình có giống rồi đúng không ạ? Từ taking có nghĩa là gì đây ạ? Nghĩa là xem là với cấu trúc này cô sẽ có là từ taking something này. Chứ là với cô sẽ xét cái anh này của chúng ta với từ piano mà, thì cô sẽ xét nó là từ taking something. Rồi cô sẽ có cái sau từ taking nghĩa là hoàn toàn hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng của cái gì. Taking nghĩa là bao gồm. Chứ là taking nghĩa là nhận tiền từ cái việc bán hàng, taking là đi xem phim, taking là sửa cho nó nhỏ lại, taking nghĩa là nhận công việc làm tại nhà. Vậy cô sẽ không dùng từ taking trong ngữ cảnh câu này được, đúng không ạ?
Thế cô sẽ chọn được ý đề với từ take to. Vậy thử xem cho cô xem cái từ take to nó sẽ là nghĩa là gì. Thì cô sẽ có từ take to nghĩa là thực hiện một thói quen. Chợ nghĩa là bắt đầu thích ai, thích cái gì. Chợ nghĩa là di chuyển về về hướng, đúng không? Hoặc là rời khỏi một cái nào đó. Vậy trong cái cảnh câu này cô sẽ dùng từ take to với nghĩa là bắt đầu thực hiện nó nhá. Vậy thì với con dịch là mặc dù anh ta chưa bao giờ chơi nhạc cụ trước đây cả, nhưng mà anh ta có thể bắt đầu chơi piano cách rất là dễ dàng. Thì cô sẽ chọn được ý đề. Thì ở xong câu 1049 của cô sang câu 1050 này. Mỗi lúc cô sẽ có là sorry, xin lỗi, đúng không? Nhưng mà tôi cần phải, tôi cần phải làm sao bây giờ? Vì my partner, bởi vì đối tác của tôi đang đợi tôi ở nhà hàng. Thì cô có từ take down nghĩa là gì? Thì từ take down của chúng ta, mình giống mấy lần cái từ này rồi, không biết các bạn nhớ chưa? Từ take down nghĩa là đánh bại hoặc giết ai đó, hoặc ngăn ai đó gây nguy hiểm. Thì cô có cụm từ là take something down nghĩa là tháo cái gì đó xuống, hay là viết những cái gì mà người khác vừa mới nói. Vì thế theo ngữ cảnh câu này cô sẽ không dùng từ take down được, đúng không? Cô có từ take away nghĩa là gì? Nhờ chúng ta sẽ giáo cho cô xem từ take away nghĩa là gì đấy ạ. Chờ cô sẽ có cụm từ take away nghĩa là mang vứt cái gì đi. Nhờ nghĩa là trừ đi một số. Nghĩa là nhận được một thông điệp, một thông tin. Nghĩa là mua thức ăn và mang đi. Nghĩa là khiến cho một cảm giác, một nỗi đau biến mất. Nghĩa là chữa lành, nghĩa là khỏi. Vậy thì cô sẽ không dùng từ take away trong ngữ cảnh câu này được. Cô có từ take off với nghĩa là cởi, nghĩa là cất cánh, nghĩa là thành công. Vậy ngoài ba nghĩa đó ra nó còn có nghĩa gì nữa? Vậy xem cho cô như sau. Chúng ta sẽ có cái cụm từ take off, nghĩa là cất cánh này, nghĩa là trở lên thành công, khởi sắc này. Ngoài nghĩa ra nó còn nghĩa là đột ngột rời một nơi nào đó. Vậy cô sẽ dùng nó với cái nghĩa này này. Xin lỗi nhưng mà tôi phải đột, dịch là xin lỗi nhưng tôi phải buộc phải phải đường đột rời như vậy. Vì làm sao? Vì my partner của tôi đang đợi tôi ở nhà hàng. Vì thế cô sẽ chọn được câu đấy là ý C. Chữ ý D cô với từ take up nghĩa là bắt đầu một thói quen, một sở thích. Chờ sau câu 1050 chuyển qua sang câu 1051 này. My boss, sếp của tôi. Sếp của tôi làm sao cái budget. Chờ cái budget. Cô sẽ có từ budget của chúng ta nghĩa là gì? Cái budget là ngân sách. Mà tôi làm sao? Make. Chúng ta sẽ có như sau. Bằng cách nói rằng nó quá là tốn kém cho công ty. Cô có từ take apart nghĩa là gì? Cô sẽ có cái cụm từ là take apart nghĩa là tháo rời ra. Nghĩa là phân tích, nghĩa là bình phẩm, nghĩa là chỉ trích. Cô sẽ có là phân tích hay chỉ trích. Về dịch như vậy. Thì trong cái cảnh câu này thì cô sẽ chọn về dịch là sếp của tôi đã phê bình cái việc mà tôi chi tiêu này. Vì bác sếp nói rằng là sao đấy, nó quá là tốn kém cho công ty. Vậy cô chọn ý à? Chờ ý bê cô với từ took round nghĩa là gì? Lúc trước mình có dòng này rồi đấy. Cô sẽ có chút là take somebody round nghĩa là dẫn ai đó đi vòng quanh đâu. Vậy thì cô sẽ không chọn đáp án ý bê được, đúng không ạ? Thế cô có từ take in với nghĩa là hiểu, nghĩa là lừa gạt, nghĩa là cho ai đó vào đâu. Nhờ cô có từ take on với nghĩa là đảm nhiệm hoặc thuê mướn. Vậy thì cô sẽ chọn được câu này của chúng ta là ý A. Chờ sau câu 1051 chuyển cô sang câu 1052 này. Chờ câu số 1052 thì cô sẽ có như sau. Câu này của chúng ta dịch là sao nào với câu bắt đầu bằng can you đề nghị ai đó, đúng không ạ? Can you. Nhờ chúng ta sẽ có như sau. Chờ cô sẽ có từ top là trên đỉnh, nhờ cô có từ self là cái kệ. Vậy thì câu này mình dịch là bạn có thể lấy cái cuốn sách đó từ trên cái kệ cao kia xuống và để nó trên bàn cho tôi không? Vậy câu này chúng ta sẽ phải là tháo xuống, mang xuống, dỡ xuống. Nhờ lúc trước chúng ta cũng có một cái anh của chúng ta với mang nghĩa là tháo xuống, dỡ xuống ấy, đúng không ạ? Thì cô sẽ có cụm từ là cụm từ take something down nghĩa là gì? Tháo cái gì đó xuống, mang cái gì đó xuống. Vậy trong ngữ cảnh câu này mình sẽ hiểu rằng là cái cuốn sách nó ở tận tít trên cái đỉnh của một cái, ở trên tận cái tầng cao của một cái giá sách, và mình nói rằng là mình nhờ người ta mang cái cuốn sách đó xuống cho mình, mang từ trên cao xuống, thì cô sẽ dùng từ take down. Ok. Cô sẽ có từ take something ý nghĩa là hiểu cái gì đó. Take something away, mang cái gì đó đi. Thế vậy take something apart nghĩa là tháo rời ra, đúng không ạ? Cụm từ là take apart nghĩa là tháo rời ra. Vậy thì cô sẽ thấy được là với câu này của chúng ta sẽ chỉ có thể đáp án là ý D mà thôi. Xong câu đấy, cô sang 1053 này. Câu 1053 cô sẽ có là the teacher. Giáo viên có một số cái, một cái số chỗ. Giáo viên vẫn còn một vài chỗ trong lớp và có thể đảm nhận thêm nhiều học sinh hơn. Cô có từ take up nghĩa là bắt đầu một thói quen, một sở thích. Cụm từ take up with, nhờ với cụm từ take up with nghĩa là kết thân với ai. Cụm từ take over nghĩa là tiếp quản, chiếm đoạt, thay thế. Vậy không phải. Thì cô sẽ chọn từ take on với nghĩa là đảm nhiệm. Sau câu 1053 chuyển cô sang câu 1054. Với câu 1054 thì cô sẽ có như sau này. Với câu số 154 chúng ta sẽ xem anh này có chọn gì. Cô sẽ có từ take to có nghĩa là thích. Vậy thì cô sẽ không dùng ngữ cảnh câu này được.
cô có cái cấu trúc là plan to, nghĩa là lên kế hoạch làm gì. Như vậy không thể là họ lên kế hoạch, thử xem cho cô nhé, với cái anh take to này. Chưa, thực hiện một thói quen, bắt đầu thích ai, thích cái gì, di chuyển về phía trước hoặc là rời khỏi một nơi nào đấy. Vậy thì cô sẽ không dùng từ take to được nha. Thế cô có từ take in có nghĩa là gì nha. Thế này cô sẽ có ý, giờ cô sẽ có ý B của chúng ta với từ take in nghĩa là gì. Giờ bạn sẽ xem cho cô xem là từ take in trong cái cảnh câu này là có nghĩa là gì nhá. Giờ cô sẽ có từ take in của chúng ta nghĩa là cho ai đó ở nhờ, không phải rồi, đúng không? Đấy, cô sẽ có đằng sau cô có 1,6 tỷ đô thì nó sẽ phải là something, vì cô sẽ xét nghĩa là something này nhá. Thì cô sẽ có từ take in của chúng ta nghĩa là hoàn toàn hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng. Chợ nghĩa là bao gồm cái gì. Nhờ, tiếp này cô sẽ có là nhận tiền từ việc bán hàng. Chợ, tiếp này cô sẽ có là đi xem phim hoặc là đi thăm một nơi nào đó. Như là sửa đồ cho nó nhỏ lại. Nhờ, nhận công việc tại nhà. Vậy thì với câu này chúng ta sẽ có như sau này. Trong cái cảnh câu này cô sẽ dùng từ taking. Nhờ, cô sẽ dùng từ taking của chúng ta với cái nghĩa là gì? Chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch. Nhờ, lên kế hoạch làm sao để tính, đúng không ạ? Tính tới nhận cái số tiền bán hàng là 1,6 tỷ đô chẳng hạn, ví dụ thế. Cô sẽ dùng từ taking nhá. Cô sẽ có từ take back nghĩa là gì? Giờ cô sẽ có từ take back nghĩa là gì? Cô sẽ có cấu trúc là take back something này. Nó sẽ có cấu trúc là take something back, nghĩa là trả lại cái thứ gì mà bạn đã mua từ một cửa hàng, không phù hợp với ngữ cảnh câu này được rồi, đúng không ạ? Thừa nhận rằng, đúng không ạ? Thừa nhận rằng là cái điều gì đó mình đã nói sai và mình muốn rút lại, nó cũng không phù hợp với ngữ cảnh câu này được. Vậy chúng ta sẽ không dùng từ take back được nhá. Cô có từ take away nghĩa là gì? Giờ cô sẽ có từ take away nghĩa là mang, vứt đi, được chưa? Trừ đi một số, nghĩa ví dụ như là 4, đúng không ạ? Mà trừ cho 2 thì còn 2, vậy thì không phải được, đúng không ạ? Nhận một thông điệp gì đó, nghĩa mua thức ăn và mang đi, không phải. Khiến cho một cái cảm giác một nỗi đau biến mất, cũng không phải. Vậy thì cô sẽ không dùng take away được. Nên 1054 cô chọn được ý B. Chờ, sau câu 1054 chuyển cô sang 1055 này. Chờ, với câu 1055 này cô sẽ có như sau này. Cô có từ the new sofa, cái ghế sofa mới này, chiếm rất nhiều không gian trong cái phòng khách này. Vậy cô sẽ cần một từ nghĩa là chiếm về khoảng không. Cô sẽ xét anh take after nghĩa là gì. Chờ, cô sẽ có cái anh là take after ở đây. Chờ, cô sẽ có cái anh là take after nghĩa là gì đây ạ? Chờ, cô sẽ có cụm từ take after nghĩa là giống với ai, noi gương ai. Vậy thì cô sẽ không dùng từ take after được nhá. Cô có từ take on nghĩa là đảm nhiệm hoặc là thuê mướn, nên cô sẽ không chọn được. Chờ, cô có từ take in nghĩa là gì? Nghĩa là hiểu, nghĩa là lừa gạt nhá. Vậy cô cũng sẽ không chọn. Vậy cô sẽ dùng từ take up. Chờ, đến cái đoạn này bắt đầu cô sẽ giảm nhanh hơn này, và cô sẽ gióng ít hơn vì trên cơ sở chúng ta đã gióng rồi. Chờ, cô sẽ có từ take up nghĩa là gì? Chờ, cô sẽ có cái từ take up trong trường hợp này nó có rất là nhiều nghĩa. Cô sẽ có như rồi. Từ take up nghĩa là bắt đầu làm gì này, nghĩa là bàn bạc hoặc xoay sở vấn đề gì này. Chờ, take up nghĩa là chiếm không gian thời gian. Vậy trong những cái cảnh cô này cô sẽ dùng nó với nghĩa là chiếm không gian thời gian. Vậy thì cô sẽ chọn được câu này sẽ là cái ghế sofa mới này chiếm rất nhiều không gian của phòng khách, nên cô chọn được ý A. Nhờ, sau câu 1055 chuyển cô sang câu 1056 này. Chợ hit wife, vợ của anh ấy nói rằng là cô ấy sẽ không bao giờ cho anh ta cơ hội quay lại. Nhờ, cô có từ take to là thích, không phải. Chợ, cô sẽ có từ take for là coi là, cho là. Chợ, ví dụ là cô coi tôi là kẻ ngốc à. Chợ, cô dùng take for. Cô có từ take round nghĩa là gì? Đưa ai đó đi một vòng, thăm thú đâu đó. Vậy không phải. Cô sẽ chọn từ take back. Chợ, từ take back của chúng ta với nghĩa là gì? Thì cô sẽ có như sau. Cô có cái cấu trúc là take somebody back nghĩa là gì? Nghĩa là nhắc ai nhớ về một khoảng thời gian nào đó, hoặc là cho ai đó cơ hội làm lành, đúng không ạ? Hàn gắn mối quan hệ với ai mà. Vậy thì với ngữ cảnh câu này cô sẽ chọn được ý A. Dịch thoát ý ra dịch là vợ anh ta nói rằng là cô ấy sẽ không bao giờ cho anh ta có cơ hội được quay lại, đúng không ạ? Được làm lành vậy. Rồi, tiếp này xong câu 1056 chuyển cô sang 1057 đây. Chờ, 1057 cô sẽ có là the plane, cái máy bay đó, đúng không ạ? Đã có thể. Chờ, máy bay có thể làm sao để cất cánh. Nhờ, once. Nhờ, cô có từ once. Khi mà runway, đường băng đã làm sao? Đã clear. Nhờ, không bị mương, có nghĩa là đường băng làm sao để rõ, tức là có, không bị mây mù, không bị sương mù che. Nhớ. Thì cô có từ take for nghĩa là coi là, cho là, nhưng cô không chọn. Nhờ, cô có từ take apart nghĩa là tháo rời ra. Nhờ, cô có từ take away nghĩa là mang đi, vứt đi. Thì cô sẽ dùng từ take off với nghĩa là cởi hoặc là cất cánh. Thì trong ngữ cảnh câu này cô sẽ dùng nó với nghĩa là cất cánh. Rồi, xong câu đấy chạy cho cô sang 1058. Câu 1058 dịch là bạn rất là giống ông của bạn. Nhờ, giống cả cái mũi lẫn cả cái mồm. Vậy cô sẽ không dùng cụm từ take up with nghĩa là kết thân với ai. Chờ, không dùng cụm từ take round nghĩa là đưa ai đó đi một vòng. Chờ, cô sẽ không dùng từ take over với nghĩa là tiếp quản, chiếm đoạt, thay thế. Vậy cô sẽ dùng từ take after nghĩa là giống ai đó. Nhờ,
giống về ngoại hình hoặc giống về hành về về cái hành động với một thành viên nào đó trong gia đình. Rồi tiếp này, xong câu 1058 chuyển cô sang câu 1059 này. Chờ 1059 cô sẽ có từ passenger nghĩa là gì? Cô có từ passenger nghĩa là hành khách, đúng không ạ? Hành khách được làm sao? Hành khách đi xuống, đúng không ạ? Đi về cái chỗ cái hướng phao cứu sinh. Chờ cái thuyền cứu sinh này, đúng không ạ? Khi mà thủy thủ nói rằng là tàu sắp làm sao sắp sinking, sắp chìm. Thì cô có từ took after nghĩa là giống với ai đó, giống về ngoại hình, giống về hành động. Nhờ không chọn. Cô có từ took apart nghĩa là gì? Thì cô sẽ có từ took apart của chúng ta nghĩa là tháo rời ra. Thì cô có từ took on với nghĩa là đảm nhiệm hoặc thuê mướn. Vậy bằng phương loại trừ cô sẽ chọn được từ took to. Giờ vậy từ took to của chúng ta có nghĩa là gì? Thì cô sẽ có từ take to nghĩa là gì đây? Nghĩa là di chuyển về phía trước hoặc là về hoặc rời khỏi một nơi nào đó. Vậy thì với câu này cô sẽ chọn được nghĩa là di chuyển về cái hướng life bộ kia nhá. Rồi xong câu 1059 chuyển cô sang câu 1060 này. Chờ câu 1060 là gì ạ? Không có cái gì có thể xoa dịu được nỗi đau mất con. Nhá, dịch như vậy nhá. Thì cô sẽ có từ take away nghĩa là gì? Nhá, bây giờ cô sẽ xét nghĩa của nó này. Chờ cô nhớ được cái nghĩa là take away nghĩa là mang đi vứt đi. Đó là cái nghĩa là nhớ được nhất nhá. Cô có từ take away nghĩa là mang đi vứt đi này. Nhá. Take away với nghĩa là mang đi vứt đi. Chờ nghĩa là trừ đi một số, nghĩa là nhận được một thông điệp thông tin. Chờ nghĩa là mua thức ăn rồi mang đi. Chờ ngoài ra nó có nghĩa là khiến cho một cảm giác của một nỗi đau tan biến. Vậy trong cái ngữ cảnh câu này dịch là không có cái gì có thể làm tan biến, đúng không ạ? Làm xoa dịu được nỗi đau mất con. Chờ vậy thì với câu này cô sẽ dùng từ take away. Nhờ. Cô có từ take down nghĩa là tháo xuống, hạ xuống, nghĩa là đánh bại. Hoặc là nghĩa là ghi chép lại lời người khác nói. Chờ cô có từ take apart nghĩa là tháo rời ra. Theo từ take in nghĩa là hiểu, lừa gạt hoặc là cho vào. Sau câu 1060 chuyển câu 1061. Yeah. Cô sẽ có những sợi tất bất cứ những cái thứ gì đúng rất là tồi tệ mà tôi đã nói với bạn. Bây giờ tôi muốn rút lại. Yeah. Bất cứ những cái hàm những cái tổn hại nào mà tôi gây ra cho bạn thì bây giờ tôi muốn làm sao revoke. Yeah. Muốn làm sao? Muốn sửa chữa lại hết, đúng không ạ? Yeah. Vậy thì với cái câu này cô sẽ có những sợi. Cô có từ take to có nghĩa là thích nên cô sẽ không chọn. Chờ tiếp này cô có từ take round nghĩa là dẫn đi qua quanh một vòng, không chọn, đúng không ạ? Cô có từ take for nghĩa là coi là cho là, không chọn. Vậy cô sẽ chọn từ take back. Chờ với cái từ take back trong ngữ cảnh câu này của chúng ta có nghĩa là gì? Nhờ hôm nay chúng ta sẽ phải học quá giờ một xíu này cho nó hết bài nhá. Giờ cô có cái cụm từ là cụm từ take something back nghĩa là thừa nhận rằng cái điều gì đó đã nói sai và muốn rút lại. Vậy thì cô sẽ dùng nó với ngữ cảnh câu này. Chờ sau câu 1061 chuyển cô sang 1062. Chờ 1062 cô sẽ có từ scientist là gì? Scientist là các nhà khoa học đúng không? Đã trình bày những cái evidence, những cái bằng chứng về cái mối đe dọa về gì? Về môi trường. Đúng không? Và làm sao đây? Và một nhóm, nhỡ cô sẽ có từ pressure gathering group nghĩa là gì? Cô có từ pressure gathering group là danh từ một cụ danh từ ghép nhé. Thì cô sẽ có từ pressure group nghĩa là gì? Một nhóm không phải là một nhóm gây áp lực đâu ạ, là một cái nhóm mà làm sao đây? Một cái nhóm mà có thể có những tác động, đúng không? Hẳn cái nhóm mà hoạt động để có những tác động lên người khác hoặc là lên chính phủ để mà họ thay đổi cái suy nghĩ. Đấy, dịch là có thể dịch cho là a pressure group sẽ làm sao sẽ đảm nhận cái sẽ chịu nhiệm cho cái issue, cái vấn đề này. Thì cô sẽ có từ take up with nghĩa là bắt đầu một thói quen, take up with nghĩa là kết thân với ai. Rồi cô sẽ có từ take in nghĩa là gì? Nghĩa là hiểu, nghĩa là lừa gạt, nghĩa là cho vào. Chờ từ take back với nghĩa là mang trả lại, nghĩa là nhận lại cái thứ gì đó chợ mà mình đã bán hoặc là đã phát, đã cho, hoặc là nghĩa là rút lại lời hứa, sau đó rút lại cái lời nói khi biết mình đã nói sai. Vậy cô sẽ không chọn, do đó câu 1062 cô sẽ chọn được từ này của chúng ta với từ đó là take back, với từ take up. Với từ take up của chúng ta nghĩa là gì? Nghĩa là đảm nhận. Cô sẽ có cái anh take up của chúng ta đây ạ. Cô sẽ có từ take up của chúng ta nghĩa là bắt đầu làm gì, nghĩa là gì? Bàn bạc hoặc là xoay sở vấn đề gì đó. Vậy cô sẽ dùng nó với nghĩa này, đúng không? Cái nhóm đó sẽ chấp nhận là sẽ làm sao, sẽ bàn bạc, nghĩa là sẽ xử lý cái vấn đề đó. Rồi xong câu đấy chuyển cô sang 1063. Ok, 1063 xem nào. 1063 đến 01075 2 4 6 8 10 12 13 câu nữa cơ. Nếu 13 câu nữa mà nếu như cô chữa như này nó chắc nó phải đến tầm 1 giờ mới xong. Nhờ thế thì cô sẽ để từ câu 1063 này đến buổi sau nhá. Tức là cái buổi cụm động từ lần sau chúng ta sẽ chữa từ cái take sang cái động từ talk này. Ok.
với động từ talk của chúng ta ngắn thôi nhá. Nên là buổi sau cô sẽ chữa từ cái động từ take đấy, phần còn lại của take, và gối sang với phần talk này nhé. Ok các bạn thân mến, vậy là buổi hỗ trợ của cô Trang Anh đến đây là hết. Bởi vì cái chương trình này của chúng ta thì cô chỉ dự trù là các bạn sẽ làm trong thời gian 3 phút thôi, để cho bạn đỡ ngại đúng không ạ? Nên là chúng ta sẽ tạm thời chúng ta nghỉ tại đây. Buổi sau chúng ta sẽ học tiếp với cô nhé. Tạm biệt các bạn.